ở đây thì mình đang có một cái bộ dàn âm thanh mới của Sony với cái tên mã đó là MHC-V7D. Và đây là một trong những cái dàn âm thanh mà mình rất là thích mà hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn. Thì hôm nay các bạn có thể thấy là mình đang có một cái dàn X-Tank của Sony. Thì đây là một cái dàn âm thanh tất cả trong một. Thì với cái V7D này cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh với công suất lên đến 1440W siêu mạnh. Cùng với đó là một loạt những cái thông tin khác cũng như là cái kết nối mà Sony họ đã trang bị trong này, như chúng ta có Bluetooth, NFC, đọc đĩa DVD, MP3, toàn bộ những cái chuẩn âm thanh mà Sony họ đã có trước đây, như là trên cái Walkman, cái DSI-HX thì đều có ở trên cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một cái sự giúp đỡ của anh Nguyên, của Mai Nguyên sẽ khui học để các bạn xem cái sản phẩm này nó như thế nào. Đây chúng ta sẽ có những cái phụ kiện kèm theo như là cái tài liệu hướng dẫn, những cái đầu để chúng ta có thể kết nối với nguồn và remote với pin, và cái phần cáp thì chúng ta có thể kết nối qua sử dụng cái FM radio. Chúng ta còn có thêm một cái remote kèm theo với những chế độ như là music, video hay là football. Và đây là một cái dãy khác để chúng ta có thể download cái ứng dụng SoundTown và sử dụng kết hợp với cái hệ thống âm thanh này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm cái tài liệu bảo hành của Sony. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái tài liệu hướng dẫn của Sony họ gắn kèm ở phía trên này để chúng ta có thể biết thêm một số những chế độ, ví dụ DJ hay là những cái chế độ chỉnh âm thanh như là karaoke thì Sony họ có gắn thử trong này. Và đặc biệt đây là cái gesture control để chúng ta có thể điều khiển thông qua cái bàn lăn ở phía bên trên này. Sẽ mở thêm để xem kỹ hơn cái bao này. Rất là lớn. Rồi, chúng ta có cái chiếc loa V7D rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều so với những chiếc loa trước đây mình từng khui học và giới thiệu với các bạn. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh với cái công nghệ suppression sound để chúng ta có thể có được cái chất lượng rất là mạnh từ cái phần giải loa phía dưới này, không phải phần sốc. Cái đầu chạy ở đây, đây là những phần loa và những cái mảng kim loại họ làm với những cái dạng ở phía dưới này còn có thêm những cái đèn, thì đây là những cái đèn LED mà khi chúng ta cho chạy nhạc sẽ chiếu những cái đèn này và tạo ra một không gian rất là lạ mắt. Như các bạn có thể thấy thì mình vừa mới gắn nguồn cho cái loa này thì ở phía trên và phía dưới đều có cái đèn LED 7 màu xanh, đỏ, vàng và xanh lá cây để nó chiếu ra những cái màu sắc rất là đẹp. Ở mặt trên thì chúng ta sẽ có một cụm rất là nhiều những phím điều khiển của cái sản phẩm như là cái bàn gesture control phía trên. Đây, khi mà chúng ta qua lại như thế này thì những cái âm thanh nó sẽ được di chuyển ở phía bên này. Ở phía dưới còn có thêm cái volume, loop, play, pause hay là chuyển bài. Đây là những cái công tắc rất là cơ bản trên những cái dàn máy của Sony. Chúng ta còn có thêm một số những chế độ như là party light hay là party chain. Ở phía trên còn có thêm một cái mic để chúng ta có thể gắn hai cái micro vào đây để chúng ta có thể sử dụng để hát karaoke. Và cuối cùng là những cái function ở bên này chúng ta chỉnh những cái dạng nhạc khác nhau khi mà chúng ta nghe những bài nhạc khác nhau. Ở phía dưới này còn có thêm một cái khay để chúng ta có thể bấm và sử dụng cái đĩa DVD. Ở đây có một cái nút bấm khi mà chúng ta bấm ra thì có thể đặt cái đĩa DVD hoặc CD vào đây để nghe. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì mình vừa mới cài cái ứng dụng SoundCloud và kết nối cái loa V7D này với cái ứng dụng SoundCloud này. Thì trong cái ứng dụng này chúng ta sẽ quản lý được hầu như tất cả những cái cổng kết nối của cái V7D, như là về cái mix, tức là chúng ta bỏ đĩa vào USB 1, 2, FM sang audio in 1 hoặc 2, hay là chúng ta có thể mở nhạc trực tiếp từ trong điện thoại chúng ta lên. Thì bây giờ ở đây mình đang có hai cái loa, một cái là cái V4D và một cái là V7D. Thì V4D có công suất là 500W, còn cái V7D lên tới 1440W. Thì với cái sản phẩm 500W chúng ta sẽ thấy có cái hình dáng nhỏ hơn, và cái 1440W thì nó không có lớn hơn bao nhiêu so với cái 500W. Thì bây giờ mình sẽ mở thử hai dòng nhạc khác nhau. Một bài nhạc đầu tiên đó là với cái dòng nhạc âm hưởng nó nhẹ nhàng trong một cái không gian tương đối lớn ở showroom 144W/6. Sau đó thì mình sẽ mang cái loa 1440W này ra ngoài đường với cái độ ồn rất là cao và mở hết công suất để các bạn cảm nhận được cái
sức mạnh của 1440W của cái lò Sony V7D này. Giờ thì mình sẽ đến ngay với một cái bài hát với cảm hứng nghe nhàng tí. We'll be right back.